Hello, hello, hello everybody, welcome to Health VKT. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Digimon hả anh em? Ok, game Digimon, bản này của Milu ha, hướng dẫn tài khoản của Milu thì ở dưới phần mô tả ha. Bỏ qua cái này đi, chịu vô đánh đấm mệt quá. Má mấy cha tôi phát lì xì tùm lum luôn. Thiệt chứ. Chơi game mà nhiều ông phái mở lì xì này nọ ghê á. Nè có thể bỏ qua cái phần đánh nhau được hả? À, nếu mà bỏ ra như vậy thì chúng ta khá dễ mà ấy cái đồ vô, nói chung là khá nhanh để mà farm map nè, map cũng khá dễ đấy, có hoàn thành nhanh là ok rồi anh em đó. Ok, không biết con này có phi cái gì không đây. Nghe đồn là có phi GM 3 thì phải ạ. Nhưng mà chưa biết ở đâu để chạy lòng vòng coi. Ok, game thuộc dạng thẻ bài ha. Nè anh em nào thích chơi Digimon thì có thể tải về ha. Em thấy cũng ok đó anh em, nhưng mà chưa biết là phi cái gì thôi. Kỹ năng cũng khá là đẹp. Mà nó hướng dẫn đầu game hơi nhiều ha. Hơi nhiều nhìn thấy hơi quạo. Nãy giờ gần 3 phút rồi mà chưa xong cái hướng dẫn đầu game nữa. Đáng lý ra là hôm nay up video cho anh em sớm rồi. Mà tại vì bực mấy thằng hứa đó. Cái xạo xạo xồm xồm lên đó. Em coi video anh hàng ngày, chờ video anh hàng ngày mà đụng má vô hỏi câu game ta có ghi là thâu don sao thấy ghi không phi phi con mẹ nó chứ phi bực bội gì đâu á, chán thiệt. Ơi ủa có phi tướng luôn kìa, nhưng quan trọng có phi tệ không. Coi để coi có phi tệ không nha. Gì đây? À, bấm cái này là được accept hả ta? À, không, bậy rồi, không phải đâu. Rồi, hết hướng dẫn đầu game rồi anh em. Ok, bây giờ chúng ta đi vòng vòng coi ha. Cái này chắc là quà đăng nhập. Rồi, đăng nhập có kim cương đồ này ha. Rồi cái này đồ G13, G13. Wow. Ê, vừa vô cho luôn G13 nha. Ok, cho G13 luôn. Chưa biết là GM có shop GM hay không, hay là cái đó chỉ là cái VIP thôi, nhưng mà thấy là có phi G13 nha. Được, ok. Chỗ này nhập code. Ở sẵn rồi lấy code luôn. Ok, vô đây mà lấy ha. Hoài đây đây có không biết code này có gì không nữa. Thường mấy cái game này code nó phới vãi cả lờ ra. Ok, off code hai cót ba cót
4 con. Rồi ok. Rồi đây phòng hư nè ha. Rồi hư có đồ mà mình giờ cũng chả biết cái đồ đó là để làm gì luôn. Ok. Rồi chắc là gương tướng này nọ đó. Ok. Ok rồi. Đây nãy heo thấy có cái GM. Đây GM nè. GM1. À kim cương. Kim cương hàng ngày 10.000. 10.000 kim cương. Ok ok. Rồi bà gì vàng. Rồi cái này à, cái gì thể lực. Đồ mà thể lực 1 kim cương 1 đấm luôn. Thể lực vô hạn nha. Ok ok. Rồi cái này rương gì ạ? Mua được bao nhiêu? Ok, 99 rương. Thế rồi, mua luôn. Cái này mua được bao nhiêu ta? 9 rương. Rồi cái này. Cái này chắc vô vô số quá, muốn mua nhiều, mua quá mấy cái cuối này hưởng nhiều lắm. Rồi cái này mua được 1 rương. Này mua được 1 rương. Này mua được 99 rương nè. Đó, vô là thấy GM3 là cũng khá là ngon. Đây là GM4, GM5, GM6, GM7, 8, 9, rồi 11, 12 luôn. Ok, mát là GM12 nha anh em. Rồi đây là cái túi của chúng ta. Này là gì đây? Này có mấy cái rương nè. Cái rương. Đây là gì ta? Mở ra thử coi. À có vũ khí. Vũ khí. Ở đây chuyển qua rương màu vàng coi. Cái này cái gì? Đồ Tướng. Đó, phi một con tướng VIP. Ok ok. Wow. Rồi nói gì nữa, một đống tướng luôn nè. Đậu xanh này tướng hay là mảnh ta? Là gì đây? Đổi thử coi biết chứ gì. Tướng. Ok ok, phi tướng luôn. Rồi rồi. Hôm hôm má phi 99 con. Đậu. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Rồi cái này gì đây? Này đá. Ok. Cái này không biết là con gì luôn. Chắc là avatar hay gì đó. Ủa gì vậy? Ô rương tệ anh em, đậu xanh không thấy, không thấy. 4.800, rồi cho 5.000 đi. Rồi này nữa là 8.000 với cái này heo cho nó là 9.000. 9.000 cho nó 9.000 thôi. Đồ. Ô ô ăn luôn hả? Trời trời trời, được ăn luôn, ăn luôn anh em ơi. Ok ok. Wow wow wow. Ôi vé tệ nhóc luôn kìa. Đậu xanh. Này gì vậy? Tại sao cái này không được ăn được? Hay là chúng ta cắn quá trời hôm nay rồi đó. Ok ok. Thôi đâu ra dữ hả? Phi gần 10.000 tệ đó. Nè đó. Ăn nè. Đây nè. Đây nè. Đây nè. Đây đây đây. Chúng ta ăn là 12.800 tệ rồi anh em à. Này nè. Cái móc 10.800 tệ nè. Đó. Đậu xanh. Hôm gì vậy? Sao ăn được đó ta? Em cũng chưa hiểu cái chuyện gì đang diễn ra luôn. Ôi trời ơi. Đây đây đây. Đổi tướng, đổi vé, đổi đồ nữa nè. Rồi. Này à không không không. Cái móc hồi nãy chúng ta ăn nè. Ủa gì sao tùm lum móc vậy ta? 900 mấy tệ nữa nè. Ủa, rồi đây 900 mấy tệ. Ui trời ơi, quá trời luôn. Ok, ok, anh em ơi. Rồi, 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 rồi chưa đây. Tôi mà thấy nãy giờ hoài luôn á. Còn nữa không? Ok, hết rồi. Này gì vậy? Này năng động. Năng động chứ ra kim cương là hết cức. Ok, năng động ra kim cương. Này shop. Mèo chịu tài có công dụng gì đây? Không có công dụng gì luôn. Rồi lại có thư nè ha.
Ok, ngày qua 7 ngày rồi. Vô túi coi tiếp. Tướng, trời. Tướng đỏ nha. Tướng đỏ, biết ngay là có tướng đỏ mà. Ok em gì ơi. Này là em gì ơi. Trời ơi, tướng đỏ nữa. Oh man. Ủa mà game này không biết tướng đỏ ngon hơn hay là tướng cam ngon hơn nữa. Mà thôi, mở hết nha. Đó, trời ơi, một đống ở đây nữa nè. Trời ơi, ở đây nữa nè. Đó, rương này nhóc luôn. Đây. Ok. Rồi, con này hồi nãy chúng ta chọn con này rồi đúng không? Chọn con ở giữa. Quá trời luôn, tướng đỏ luôn. Đây, vé này nạp 10 tệ có thể ăn nè, rồi đổi đồ này nọ nữa nè. Ôi trời, cái này gì ta? Ôi, 600 mấy luôn. Còn cái vé tệ này sao ăn không được nè. Không biết nữa, cái này không biết tại sao nó không cho ăn nữa. Nhưng mà free rất là nhiều nha. Đồ. Quay tướng chi nữa. Đây, quà VIP 1 kim cương anh em ơi. Ok. Trời, quà VIP 1 kim cương. Mà G13 mà 1 kim cương. Ê chết mẹ, nãy giờ không coi. Ở trên này 15.000 cái rồi. Hết kim cương luôn. Đầu. Ok, anh em đừng như heo nha. Má bấm không coi lên G13 quất mấy phát hết kim cương luôn. Trời. Gì đây ạ? Trời ơi, đâu có cần vé quay tướng đâu ba. À, ẩu quá. Ok. Được rất là nhiều đồ luôn. Có trang bị này nọ nữa. Tiếp 10. Rồi ok. Rồi cái này chắc anh em tự tìm hiểu tiếp ha. Chứ quá trời đồ rồi. Giờ bỏ tướng vô là dứt thôi chứ. Ủa mà có đổi được con này không ta? À, không rồi. Ok nè. Đó. Trời ơi. Ê, bỏ tướng đỏ vô coi nó làm sao. Con tướng này vẫn còn hơi yếu nha. Hơi yếu. Để bỏ tướng đỏ vô coi sao. Rồi, này có mấy con tướng đỏ. Đây. Ủa, tướng đỏ nó khác gì với tướng thường ta? Chứ nó khác cái màu quá. Nè, tướng thường nè. Đồ mà cũng vậy chứ có khác gì đâu. Không khác gì mấy. Rồi, ok, anh em nào có chơi thì tải về ha. Link neo để hết dưới phòng miêu tả ha. Rồi ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Đó, free luôn GME ha. GME 3. Đó, tướng đỏ, tướng xanh gì đây nhóc luôn. Tướng cam, tướng vàng gì một đống luôn. Đó, free cả 10.000 tệ luôn. Đó, rồi ok. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.